Đây là bộ tông đơ quan Ligand pha ke, và nếu mà mình không nói đây là cái sản phẩm hàng phách thì mọi người sẽ khó lòng mà phân biệt được, đúng không ạ? Trên thị trường bây giờ ngoài cái ngoại hình nó đã giống tới 99,9% rồi, chất lượng bên trong nó cũng không khác nhau là mấy, và do vậy chắc hẳn sẽ có không ít người đã mua trúng những cái sản phẩm hàng phách này với giá thành cắt cổ của hàng chính hãng, nếu mà mọi người muốn và quan tâm đến cái hàng tông đơ quan Mỹ. Và bây giờ mình sẽ review qua cái bộ sản phẩm này cho mọi người xem nó có khác với cái bộ sản phẩm mà mọi người đã mua hay không nhé. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem con quan lên gần bên mình. Đây, mọi người nhìn vỏ hộp này. Đấy, sau này cũng có made in USA đàng hoàng luôn. Đó, made in USA. Hộp này, đầy đủ phụ kiện. Đó, thể hiện ở bên ngoài. Và mọi người mua cái con này thì nó cũng giống như cái hàng chính hãng thôi, nó không khác gì cả. Đó là bên ngoài vỏ hộp. Bây giờ mọi người mở bên ra xem bên trong nhá. Đây, có bác nào mà mua con này mà hơn 2 triệu chưa? Con này là hàng phất chỉ có 650 thôi. Đây, phụ kiện bên trong. Đây, con tông đơ One Legend của mọi người đây. Có bị chói ánh sáng không ạ? Đây, đằng sau thì có khắc quan nhỉ, USA đàng hoàng nhá. Lưỡi thì lưỡi kép, rất là thông thoáng. Và bây giờ mình sẽ bật máy lên. Đó, nó có đèn báo EC luôn, giống tới 99,9% là không có khác gì cả. Và khi kể cả các bác mà cắt thử trên tóc thật thì nó cũng thế, nó vẫn bé như thường, máy chạy khỏe ầm ầm. Và đặc biệt vì bên shop mình bảo hành con này 12 tháng cho mọi người luôn, 6,5 mà bảo hành 12 tháng là quá ngon rồi. Và mọi người tìm hiểu cái bộ phụ kiện này, đặc biệt là cái adapter sạc của nó. Bây giờ thì làm tinh vi lắm. Đây, mọi người bật ra. Hay như lần trước là thấy nhiều người review cái này là kêu bảo là hàng chính hãng là như thế này. Đây, đây đây là hàng hàng pha ke nhé mọi người, không phải hàng chính hãng. Cục sạc cũng đẩy ra đẩy vào đấy, thấy không? Đó, như thật luôn, như thật luôn, đẩy ra được, đẩy ra tháo vào được. Lần trước có mấy bạn liên hệ với mình bảo là cái cục sạc mà có đẩy ra đẩy vào như thế này là hàng chính hãng này. Mình khẳng định điện luôn là đây là hàng phết nha. Rồi, xem tiếp này, xem tiếp cái bộ phụ kiện bên trong này này. Đây, cũng 8 cự cân độ dài, cự gắn thép ở trong này. Đó, EC hàng chính hãng. Không biết hàng nào là hàng chính hãng, hàng nào là hàng nhái nha. Đây, phụ kiện. Đây là cái hộp của nó. Đây, hộp của nó thì nó nằm như thế này. Có bạn nào mua hàng này mà bảo là hàng chính hãng chưa? Đây, cái lược này. Ở trong này thì có 8 cái cự cân độ dài gai thép. Kích thước của nó cũng từ 1,5 mm cho tới 25 mm. Đây, cự gai thép của nó đây, cự quan đàng hoàng. Đó. Đó. 8 luôn, 8 cự đầy đủ nha. Con quan lên gần. 8 cự cân độ dài gai thép. Đây, mình thấy nhiều nhiều shop đăng cái review này hàng chính hãng EC như vậy, không có khác gì cả. Bạn nào mà mua trúng rồi thì cũng chia buồn với các bạn nhá. Đây là con quan Legend hàng pha ke đấy, hàng pha ke các bạn xem đấy, hàng pha ke đó, chất lượng thì không có khác gì hàng chính hãng rồi đó. Chỉ có người bán nào mà nói thì các bạn mới biết được thôi. Đó, con này thì 650, bạn nào muốn trải nghiệm thì liên hệ đến shop mình. Như vậy là mọi người đã vừa xem xong review sơ bộ về Tông Đơ Quan Ligand hàng phách. Không biết là mọi người chọn cái sản phẩm hàng chính hãng hay là hàng phách này ạ? Thì cá nhân mình thì cũng khuyến khích mọi người là chọn cái bộ sản phẩm vừa tiền thôi. Và những cái sản phẩm bên shop thì sẽ được bảo hành 12 tháng nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Trong cái thời gian này mà có hư hỏng gì là shop sẽ cam đoan có trách nhiệm bảo hành đổi mới hoặc là sửa chữa cho mọi người tùy theo từng tình huống cụ thể. Nếu mà mọi người đầu tư bộ tông đơ căng quá ok thôi, nhưng mà cái thời gian hoàn vốn của mọi người nó sẽ lâu đó. Cái thời gian sử dụng 1-2 năm thì cái đồ gì nó cũng xuống, máy móc nó cũng xuống, và lúc đó nó có những cái sản phẩm mới ra mọi người cũng ham
ham nó thích lắm, nhưng mà bởi vì đã mua phải những cái sản phẩm nó nhiều tiền quá rồi nên mọi người cũng chịu thôi, đúng không ạ? Và sau khi xem xong video này thì mọi người liên hệ ngay đến cái số hotline ở trên màn hình hoặc là số Zalo ở bên dưới để mà được shop tư vấn trực tiếp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.